nói rõ về phương pháp bằng căng da chỉ collagen. Ồ, căng chỉ collagen thôi mọi người. Thế hôm nay em thấy mặt anh hơi khác khác, không biết là khi mà mình lão quá đó thì bắt đầu cái rãnh mu má này em thấy không, và những nếp nhăn này nè bắt đầu chạy xuống đó. Em thấy khi mà cái nếp nhăn này nè đó, thì khi lão quá em thấy có những cái nếp nhăn xuống thì căng da chỉ nó sẽ kéo những cái nếp nhăn này lên thẳng lại đó, và trực tiếp trên khuôn mặt anh là vậy. Thì sau khi tôi mới cắt mí dưới, làm đẹp cắt mí dưới và căng da chỉ thì cái mặt hơi sưng sưng, thì cái sưng này sẽ hết sau 4 ngày và cái độ trẻ đó càng ngày càng trẻ hơn, tại vì cái collagen nó tăng sinh từ từ và nó sẽ trẻ đi 10 tuổi, sau 2 tuần thì mình sẽ trẻ thấy 10 tuổi nha các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đang đến với chuỗi livestream chia sẻ về các phương pháp làm đẹp cùng với bác sĩ Chiêu Quốc Thái và đại sứ của Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, đó là Hương Giang. Hôm nay anh muốn chia sẻ với mọi người là phương pháp làm trẻ quá khuôn mặt. Khuôn mặt thì trong đó là quan trọng nhất là anh nói rõ về phương pháp bằng căng da chỉ collagen. Căng chỉ collagen thôi mọi người. Thế hôm nay em thấy mặt anh hơi khác khác, không biết là chào mọi người. Căng không? Anh hôm nay anh nói chung á, anh là bác sĩ thẩm mỹ nhưng mà lúc nào mình cũng phải anh làm đẹp cho mọi người, thì anh cũng căng da mặt cho mọi người, anh cũng làm cho mọi người trẻ. Sau đó mình thấy ai cũng trẻ đẹp hết mà tại sao mình lại già, thì mình rất là khó chịu, do đó anh quyết định anh cũng căng da mặt luôn. Căng da mặt luôn. Anh nhờ bác sĩ của bệnh viện anh, bác sĩ bệnh viện anh căng cho anh, thì nó phương pháp nhẹ nhàng mà chỉ gây tê thôi, để anh được như hôm nay nè. Không, anh đúng lắm, em thấy anh căng thiệt. Okay. Sau cái lần trước em gặp anh là anh căng thiệt. Đúng không? Để em mở cái hình trước coi. Không, đúng là mình là người mà làm việc với bác sĩ Trung Thái rất là nhiều, rất là lâu, thì Giang thấy là đúng là da mặt của anh thay đổi rất là nhiều. Giờ mình thử nhìn coi là cái ngày trước ra sao ta. Rồi, các bạn có thấy tôi trước khi căng không? Thì đây là khuôn mặt mình thực sự là, nếu mà anh đưa cái hình mà anh không like với em á, anh mà đưa hình trước sau á, thì mọi người sẽ nói là anh Photoshop, đúng không? Thì anh cố tình anh ngồi đây like với Giang để chứng tỏ cho mọi người anh là người sử dụng cái phương pháp căng chỉ collagen này và nó hiệu quả như thế nào. Và tại sao anh quyết định làm như vậy? Tại anh làm cho mọi người khác, anh làm cho khách hàng của anh thấy rất là tốt. Từ đó anh quyết định anh làm cho anh, chính anh. Đúng rồi, em thấy trên hình là cái vùng này của anh nó chảy xuống này, đúng không? Đúng rồi. Cái này, hai cái bên này. Khi mà cái khuôn mặt á, cái khuôn mặt của mình khi mà mình lão quá đó, thì bắt đầu cái rãnh mu má này em thấy không, và những nếp nhăn này nè bắt đầu chạy xuống đó. Em thấy khi mà cái nếp nhăn này nè đó, thì khi lão quá em thấy có những cái nếp nhăn xuống, thì căng da chỉ nó sẽ kéo những cái nếp nhăn này lên thẳng lại đó, và trực tiếp trên khuôn mặt anh là vậy. Em thấy tất cả nếp nhăn này của anh nè, đúng không, và cái khuôn mặt anh nó sẽ vê lai lại. Đúng rồi, em hiểu không? Tại cái góc hàm, khi mà cái góc hàm á, khi mà mình lớn tuổi thì cái góc hàm nó sẽ xệ xuống hai bên, thì mình kéo lên thì nó sẽ bê lai. Anh có thể kể lại cho tất cả mọi người cái quá trình mà anh làm cái này không? Thì bây giờ mình trước khi đó thì tôi xin nói chuyện về các phương pháp làm căng da mặt đi. Thì cái tuổi đó, cái tuổi này kia và cái phương pháp nào là tốt nhất cho mỗi cái lứa tuổi? Đúng rồi, anh tư vấn cho mọi người. Tư vấn người. Thì nếu các bạn mà dưới 35 tuổi, thì thường dưới 30 tuổi đi, thường bây giờ là người ta làm trẻ hơn, thì muốn mà trẻ đó mình có thể dùng máy từ 30 đến 35 tuổi đó, mình dùng máy thì có Thymat nè, Thymat đó cộng với Ultherapy, thì mình bắn những cái sóng đó một cái bằng đó, căng da mặt bằng máy đó. Sóng đó. Đúng rồi, thì đó là cũng như Ultherapy á, thì dùng sóng siêu âm, mỗi công nghệ nó khác nhau, và một cái kia xung RF, thì những cái đó sẽ làm cho tăng sinh collagen. Thì khi đó các bạn sẽ, khi mà các bạn dưới 30 tuổi các bạn thấy da mình nó chảy xệ rồi, thì mình quyết định 30 đến 35 tuổi thì nên sử dụng cái phương pháp đó. Phương pháp đó nó tốt là gì, là mình không cần phẫu thuật bất cứ cái gì hết. Thì đến thì bệnh viện anh tất cả dùng cái máy thôi, thì bác sĩ chuyên về cái khoa da đó sẽ dùng máy đó, thì bệnh viện anh sẽ có một cái khoa da thì sử dụng Ultherapy, để ai mà dưới trẻ thì anh sẽ tư vấn em chỉ cần dùng cái máy để làm cho tăng sinh collagen được rồi, nâng cơ. Thì khi đó bạn sẽ được hiệu quả là một năm. Tức là ví dụ như em thì là dùng cái máy đó đúng không? Đúng rồi. Em kéo lên là xong, cái mặt trẻ lên liền. Mà vừa xong nó về liền, không có bị trẻ máu, không bị gì hết, tại nó là chỉ là sử dụng sóng thôi. Nhưng mà khi mà
từ 30 trở lên, 30 tuổi lên, nếu mà em muốn cho, tại cái đó tác dụng của nó chỉ có một năm thôi. Ngắn hạn. Thì cái câu chuyện là khi mà chúng ta quyết định làm phương pháp đó dùng máy có một năm thôi, thì thường họ mọi người nói thôi dùng một năm mà cái giá tiền cao quá, thường mấy chục triệu lận. Một lần làm. Chỉ một năm thôi. Thì đa số thì mọi người sợ cái chi phí đó, cho nó quyết định cái mọi người sẽ thích hơn cái phương pháp là lâu hơn nữa, là 5 năm. Như căn dây chỉ năm. Collagen là mình sẽ trẻ được 5 năm. Mỗi lần làm xong là 5 năm sau mình mới làm được. Vậy thì chắc cũng mắc hơn chứ anh. Nói chung là nếu thiệt như cái giá bây giờ là 80 triệu đi, nhưng mà những cái hãng đang khuyến mãi 50% thì vẫn còn 40 triệu bằng cái máy thôi. Thì cũng vậy. Mà được 5 năm luôn. Được 5 năm thôi. Thì nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà chỉ là nó bị tê thôi. Thế là mình dùng tê. Đúng rồi. Thì anh đang nói về cái phương pháp căng nghe chỉ nha các bạn. Đây. Đó. Khi mà chúng ta dùng căng nghe chỉ á, thì bác sĩ sẽ chích thuốc tê và đưa bốn cọng chỉ đó. Đó. Như vậy đó. Bốn cọng chỉ đó vô. Xong rồi kéo lên. Tức là đưa vô xong kéo. Xỏ từ trên cái tóc, cái vùng tóc á. Em thấy cái vùng tóc của mình không? Đó. Bác sĩ sẽ đưa luồn cái buông cọng chỉ đi hướng này xuống, xong rồi kéo tất cả cái gương mặt á, kéo lên thì tất cả cái độ sệ của mình nè, kéo lên là thì kéo không cái có da sệ. Của mình lên nguyên cái vùng cơ và da luôn. Thì những cái đường chỉ đó nó đã vô trọng rồi, nó đã kéo giúp mình kéo lên tất cả cái đó. Mà sao lại gọi nó là chỉ collagen hả anh? Nó có collagen trong đó hả? Không, nó là một chất liệu sinh học khác thôi, nhưng mà làm tăng sinh collagen. Nó làm tăng sinh collagen trong cơ thể mình, nó kích thích á nha, nó một chất liệu sinh học nhưng mà nó kích thích cho cơ thể mình phát triển cái collagen. Nó gọi là, bởi mới dùng cái từ để đơn giản để cho mọi người nghe, thì đó là cái chỉ collagen chứ không phải là collagen. Nó cơ collagen là trong cơ thể mình có, bởi cái chất liệu đó nó là một chất liệu sinh học để kích thích tạo nên cái tăng sinh collagen. Cái máy cũng như dùng sử dụng máy cũng vậy, máy là mình dùng cái quy điểm của sóng siêu âm để tăng sinh collagen cho cơ thể để nâng lên nha. Thì tất cả các vật liệu gì, một cái phương pháp gì cũng là cuối cùng của nó là làm tăng sinh collagen trong cơ thể mình, nó tăng sinh lên để nó kéo cái da mặt lên và cái cơ lên. Vậy cái phương pháp này hay quá. Em cũng rất là thích cái phương pháp này, thì bây giờ mình hỏi thêm nữa đi. Thì cái làm cái phương pháp này thì nó mất thời gian là bao lâu ấy? Thì khi mà mình làm á thì phương pháp này á là gây tê. Để anh cho cái đây. Phương pháp này gây tê, sau khi anh nằm anh gây tê thì bác sĩ bệnh viện của anh sẽ chích thuốc tê và sao. Thì phương pháp này nó nhẹ nhàng là sau khi làm xong mình gây tê mình biết hết nha. Và nó hơi sưng như nè, vừa làm xong là trong vòng 30 phút thì là xong rồi đó. Nhưng mà em thấy có nhiều người họ kéo cái xong tự dưng cái người ta giống như trợn lên á, thì là cái đó là ta treo chân mày đó em, người ta treo chân mày, ta treo là bị lỗi bị trợn lên chứ căng da mặt không có bị vậy đâu. Căng á, em căng không bao giờ lên hết được như em nghĩ hết, tại vì khi mà mình muốn trẻ thì căng lên hết á, thì nó khi đó mình căng da mặt mà toàn phần á thì mới lên hơn nhiều. Khi đó em phải phẫu thuật rồi, mà không bao giờ, nếu mà bác sĩ nếu mà căng da phẫu thuật á thì khi đó mình khâu cái cơ ở bên trong á, mình mở ra mình khâu nhau không tự nhiên nữa. Không, nó vẫn đẹp nhưng mà với bác sĩ giỏi á thì bình thường cũng có bao giờ như em thấy trợn vậy, trợn vậy là sợ cái tự dưng mặt cứng đơ xong trộn hết lên nó kỳ lắm. Cái đó bị lỗi, cái đó là căng da mặt bị lỗi rồi. Còn nếu như mà căng da mặt không bị lỗi á, thì rất là đẹp, sau 10 ngày là cái căng da mặt nào cũng bị thì đúng rồi, em thấy anh tự nhiên nè. Chứ có nhiều người căng lên cái xong rồi giống như lúc nào cũng cười vậy đó là không được nha. Đúng không? Có những người căng mặt xong cũng lúc nào cũng như là cái đó là cười. Bị mặt đơ á. Lý do tại sao cái đó em nói cái đó đúng là cái phương pháp gọi là căng da mặt phẫu thuật. Anh đang chia là căng da mặt máy nè, rồi căng da mặt bằng chỉ nè, xong rồi tới là căng da mặt nội soi. Nội soi là nhẹ nhàng giống như cà chỉ đó. Và cuối cùng là căng da mặt toàn bộ, toàn phần á. Nhưng mà căng da mặt toàn phần thì để những người mà da rất là nhão, chảy sệ rất là nhiều, thường là 45-50 tuổi trở lên, họ bắt đầu chảy rồi, thì mình phải căng da mặt toàn phần. Thì hoặc là 60 tuổi thì da họ nhăn rất là nhiều. Đó, thì mình mới kia. Em coi cái của em, coi câu hỏi của bạn là gì. Nãy dùng luôn câu hỏi. Không mà, nói chuyện với anh. Nói chuyện anh, không hề hỏi chuyện. Tại vì là cái thích, thấy cái phương pháp này rất là hiệu quả. Thì từ cái lúc mà anh làm xong là đúng bao nhiêu lâu sau thì mặt anh được như thế này? Giờ là một tháng, đúng một tháng đó các bạn. Anh đã làm đúng một tháng thì khuôn mặt
được như vậy. Còn lúc lần trước mà anh với em á là mới làm lúc mà đây có câu hỏi gì không? Có 863 câu hỏi cơ. Thì câu hỏi gần nhất đi. Mình đang có khoảng 5.000 người coi. Thì bây giờ rất là nhiều câu hỏi, thì bây giờ mọi người cũng đặt thêm nhiều câu hỏi mà mọi người mong muốn thì bác sĩ Trương Thái sẽ giải đáp hết thắc mắc. Vậy thì bây giờ mình sẽ đọc các câu hỏi nha. Đó, mọi người khen là trông trẻ, bao nhiêu tuổi làm là phù hợp hả bác sĩ? Thì quan trọng là cái già đó, lão quá đó, thì có ba nguyên nhân. Đó là cái tuổi nè, làm cho mình lão quá là đương nhiên rồi. Còn có môi trường nè, còn bị căng thẳng nữa. Mấy cô bị bồ bỏ nhiều quá cũng mới có 30 tuổi là già hết rồi, đúng không? Thì già hay không á là do mình cảm thấy mình già, đúng không? Còn đi mấy cô, mấy người mà đi làm ngoài trực tiếp với ánh nắng á, mặt trời đó, thì tím này kia á, môi trường tác động á, thì cũng già nhanh hơn những người trong máy lạnh. Thì không thể nào biết được nói là bao nhiêu tuổi nên làm. Và quan trọng là mình bị chảy xệ, mình cảm thấy là mình bị chảy xệ cái da thì đúng mình rồi. Nên làm đó. Còn nếu mà thường mà nói thì thường 30 tuổi trở lên thì nên làm. Bạn Vina Huy Linh hỏi về căng da mặt collagen như vậy giá khoảng bao nhiêu? Thì hiện giờ bên anh á, thì giá thực sự là 80 triệu nhưng đang giảm giá 50% cho khách hàng. Trong chương trình này là tất giảm cả. Giá 50%. 50% tại cái hãng đang giảm thì anh giảm giá thì chỉ còn 40 triệu thôi. Ở đây nhìn thấy là có một cái bộ này là cái màu hồng cái kem rất là to đây là. Cái đó là đưa cái chỉ đi vô những cái nơi mình muốn là đi một cái lỗ vô này chích thuốc tê đó và đưa cái cây đó vô chứ đâu đau gì đâu. Không đau gì hết. Không đau gì hết tại nó chích tê. Như anh gì đó, anh làm rất là bình thường. Đây là cái hãng kết hợp chung với anh đúng không? Đúng rồi. Là họ đang hơn đưa chương trình hỗ trợ. Cái này là anh có thể giới thiệu qua không? Thì nó, các quan trọng là cái các công nghệ là cái anh sẽ chọn những cái loại nào tốt nhất cho các bạn, như có chỉ vàng, có rất là nhiều chỉ vàng là đủ thứ loại chỉ á, nhưng mà anh sẽ chỉ người bác sĩ thực hiện á, bác sĩ mới hiểu được cái loại nào tốt nhất cho bệnh nhân để sử dụng. Ngay cả anh sử dụng trên anh là anh biết rồi. À, tốt nhất anh mới dùng chứ. Đúng rồi. Thì cái gì? Nếu như chỉ vàng ngày xưa á thì làm thì không hiệu quả gì hết. Chỉ vàng làm xong rồi có mấy chỗ nói là 10 năm này kia thật sự không có tác dụng gì hết. Thì khi đó anh không hoàn toàn anh đến anh nói thẳng với bệnh nhân luôn, chỉ vàng không có tác dụng. Chỉ tác dụng 6 tháng rồi đến đây kiếm tôi á, chứ không có bao giờ 10 năm như người ta nói đâu. Hay 5 năm. Cái nào nói rõ tại chỉ vàng có tác dụng, tại cái câu chuyện á là chỉ nó phải kích thích được cái collagen của mình. Đó, thì chỉ vàng nó không kích thích được thì nó không có kéo được. Cho đó chỉ vàng không có còn tác dụng nữa. Mọi người cũng cảm ơn là mỗi một cái chương trình mình tư vấn sắc đẹp là mọi người có thêm rất là nhiều kinh nghiệm. Đó, thì đây đã là cái số không số bao nhiêu rồi ta? Số 3 4 rồi. Mình chia sẻ về mũi. Mũi rồi. Nè, ngực nè. Trời, hôm nay là mặt. Mặt. Đúng rồi, có rất là nhiều cái phương pháp. Mọi người hỏi là có cái bác sĩ nào làm căng chỉ collagen cho bác sĩ Thái? Bác sĩ Tùng của bệnh viện Việt Mỹ nè. Bác sĩ này đây, bác sĩ Tùng đây. Đó, anh kêu bác sĩ Tùng. Đâu phải. Thôi cái hình này bỏ luôn đi. Bỏ luôn xấu quá đúng không? Không đẹp. Thôi anh phải để cho khách hàng mới biết là anh tại sao anh phải làm chứ. Đúng không? Đây là bác sĩ Tùng nha các bạn. Đây tá của anh và anh đây nè. Anh khi anh vừa làm á bác sĩ Tùng làm. Cái tay. Bạn Trương Quỳnh Chi hỏi là thời gian một lần làm giữ được bao lâu, hay một lần là mãi mãi? Thôi để em trả lời luôn cho các em giỏi lắm. Không có mãi mãi nha mọi người, mà là khoảng 5 năm đúng không anh? Thực sự á, theo nó mãi mãi là nghĩa là gì? Khi mà ví dụ như anh đi, anh căng da mặt thì anh trẻ được như vậy. Thì so với bạn anh đi, những lứa bạn bè học của anh á, thì anh trẻ hơn họ 5 đến 10 tuổi đi. Thì 10 năm sau anh vẫn trẻ hơn họ 5 đến 10 tuổi. Thì giống như là mãi mãi rồi con, anh vẫn lão quá chứ. Còn lúc đó anh muốn trẻ nữa thì anh bắt đầu căng nữa. Nhưng mà so với bạn anh thì 5 năm hay 10 năm sau anh vẫn trẻ hơn họ, tại anh được tác động bởi cái collagen này. Nhưng mà là do cái chỉ đó nó rão hay là nó tan luôn? Cái chỉ đó sau 2 năm tan. Nó sẽ tan. Tan. Thì trong thời gian đó nó đã kích thích cho mình tăng sinh collagen trên cơ thể mình để làm căng cái da lại và cơ. Và mặt mình sẽ trẻ hơn những người không làm 5 năm. Và sau đó mình muốn trẻ nữa mình làm nữa vậy thôi. Họ là có bảo hành gì không? Thực sự á, cái sự trẻ quá đó mình cũng không nói được cái bảo hành, nhưng mà mình cái chữ tín là quan trọng. Nếu như mình có một cái uy tín như đến với anh, uy tín mình không phải là một cái nơi nói bậy bạ thì mình phải nói rõ họ. Vì không có gì một cái ca này để mình nói là tôi nói là cái này 5 năm hay 1 năm thì mình nói không đúng á thì khi đó khách hàng sẽ mất luôn. Và người ta nói đừng có đến bác sĩ Thái nữa, bác sĩ Thái gạt tôi, đúng không? Dạ, thì đúng rồi.
các bạn làm những cái gì mà khi mà cái này anh không thể nào bảo hành được. Tại sao? Khi mà anh đặt anh làm cái anh làm cho em, anh nói em trẻ được 5 tuổi đi, xong em một năm sau cái em buồn rồi, rồi em này kia hết, nhưng em buồn quá em sợ xuống rồi em nói không, giờ tôi thấy tôi già đi hơn rồi, thì làm sao bảo hành cái trẻ trẻ với già thì làm sao mà mình biết được mà mình bảo hành, em có nhớ không? Đúng. Anh nói giờ đang em trẻ không, tôi thấy tôi già bớt rồi, hiểu không? Thì làm sao bảo hành được. Do đó cái căn giá trị đó phải là đặt vào niềm tin của bác sĩ và những nơi uy tín mà người ta không gạt mình. Giống như ngày xưa đến có những nơi nó đặt căn giá trị vàng là 10 năm, nhưng mà đến anh phải nói là không, nếu em muốn làm anh vẫn làm cho em, nhưng mà chỉ 6 tháng thôi nha, là không có thấy là thấy nó trở lại bình thường đó. Thế ví dụ như mà cái em hỏi là lúc mà mình đưa cái này vô đây thì ngoài cái việc là nó có thể gây sưng này nhiều ngày này, thì nó còn những cái rủi ro nào trong ví dụ bác sĩ mà tay nghề kém chẳng hạn, thì có khi nào mà nhầm cái cơ hay cái gì đó nó có ảnh hưởng không anh? Cái bác sĩ mà tay nghề kém á chỉ làm cho mình không đẹp thôi, giống không như là có cái gì. Không có gì, như nếu mà cái căn mà không chuẩn á thì mình không được đẻ trẻ được nhiều, đúng không? Hơn nhau là cái kinh nghiệm, như nếu em cái góc nào những cái chỗ nào nhăn nhiều thì bác sĩ sẽ biết để đưa những cái công chỉ đó đúng chính xác những cái nơi đó, thì hơn nhau là kinh nghiệm đó. Tốt quá, thì bây giờ một phụ nữ đâu có còn sợ già nữa, rồi quá nhiều các cái phương pháp làm đẹp rồi. Đúng rồi. Mà công nên mình 8 triệu ngoài lề chút xíu đi. Em thì nghĩ là phụ nữ tất nhiên là khi mà mình có nhiều tuổi thì cũng có cái sự sắc đẹp riêng. Nó là vẻ đẹp của kinh nghiệm, của sự trải nghiệm, rất là đằm thắm, cũng rất đẹp, chứ không phải là chỉ là gái trẻ là mới là đẹp, đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà cái chuyện mình trải nghiệm bên trong ấy, nó đâu liên quan gì đến việc mình làm đẹp bên ngoài đâu. Đúng rồi. Nếu mà mình có trải nghiệm, mình có sự kinh nghiệm đằm thắm mà mình lại còn trẻ, mặt mình trông trẻ nữa thì lại càng tuyệt vời hơn chứ. Chứ em thấy nhiều người nói là thôi mình cũng lớn tuổi rồi thì đôi khi mình có vẻ đẹp riêng của mình đâu cần phải đua với các bạn trẻ, nhưng mà không phải quý vị. Đôi khi không phải là mình đua, mình đang yêu bản thân thôi. Em thực sự nếu em sau này em lớn tuổi em cũng sẽ yêu bản thân em vậy. Đúng rồi. 40 triệu chứ 400 triệu em cũng làm. Tại vì anh cách đây mẹ anh năm nay là 75 tuổi. Nhưng lúc mẹ anh lúc mà 55 tuổi á, anh căng da mặt cho mẹ anh á, thì khi mẹ anh 55 tuổi thì mẹ anh đi chung với mọi người bạn bè á, mẹ anh lúc nào cũng được nhìn giống như là người như không phải bạn bè của mọi người đó. Tại mẹ anh trẻ hơn ta 10 tuổi, đúng không? Lúc đó căng da mặt toàn phần anh ra, thì mẹ anh hạnh phúc nhất là gì? Đi đâu cũng được khen hết á. Là cái đó mình cảm thấy mình vui đời, yêu đời đó. Mẹ anh nói chợ đi đâu cũng được khen hết. Và bây giờ mẹ anh 75 tuổi thì anh chỉ căng da mặt cho mẹ anh một lần thôi, thì giờ trong nhóm bạn của mẹ anh á thì tất cả những người đó thì đều lớn hơn mẹ anh cỡ 5 đến 10 tuổi. Đó là vậy, nó là vĩnh viễn là vậy, tại mẹ anh được căng da mặt. Đó là vậy. Yeah. Thì khi mẹ anh đi đâu cũng đi chung nhóm bạn thì luôn luôn ai trời ơi sao mà chị trẻ vậy nè, hiểu không? Đó câu chuyện. Thì khi mà vui nhất là lúc mà chị của anh á đi chung với mẹ anh lúc mà vừa căng xong á là tưởng hai chị em luôn. Nó trẻ như vậy đó. Nó anh thích lắm, vui lắm. Còn chị anh nói trời ơi, anh nói anh trên nhà nó hoàng hoàng mà căng sao mà đi với má ai cũng tưởng tao với má là chị em á, đúng không? Đó vậy, rất là vui khi mà mình được khen trời ơi sao mà trẻ quá, đẹp quá, trẻ quá. Như anh nè, anh là bác sĩ thẩm mỹ mà ai vô hay đố sao mà bác sĩ thấy giờ trẻ vậy, anh cũng vui vậy. Mà khi mình vui mình càng trẻ hơn nữa, đúng không? Đúng, đó đúng. Không mà thưa quý vị, là không mà chỉ phụ nữ không đâu, đôi khi đàn ông cũng phải làm đẹp đấy, bằng chứng sống này. Đúng không? Chứ không là người ta cứ quan niệm là chỉ phụ nữ mới cần phải chăm sóc vẻ đẹp của mình, không có. Đây đàn ông vẫn căng, em thấy căng mà thấy có trẻ hơn thì nó tốt chứ em đâu có vấn đề gì đâu. Đẹp hơn, trẻ đàn hơn. Đàn ông thì cũng nên thôi, đấy là lý do vì sao mà rất là nhiều người thích nha mọi người. Đó, vì trẻ trung phong độ. Ai cũng thích gì đó đúng không? Đâu phải nữ cần phải làm đẹp đâu. Mấy anh cũng phải cần, anh nghĩ mấy anh cũng phải cần phải dòm phong độ, đúng không? Dòm trẻ, dòm nói chung là phải lúc nào cũng trẻ. So với tuổi mình thì mọi người sẽ khen, anh trẻ quá giờ mà anh vậy kia, thì mình vẫn vui mà. Anh như vậy bởi anh cảm thấy rất là vui khi mà mình trẻ. Bạn Hoàng Nguyễn hỏi là nếu ở Đà Nẵng muốn làm thì sao, thì phải bay vô đây rồi. Bay vô bệnh viện Việt Mỹ em. Thôi làm đẹp thì cũng đừng có tiếc cái khoảng cách, đúng không mọi người? Hay bác Thái bay ra đó làm đi. Chứ giờ đâu có thể nào mà được, chắc phải mở thêm chi nhánh thành các tỉnh thành khác quá anh ơi. Anh có mở mà anh có bay đi đâu được đâu, anh cũng... Đúng nhắc cho mình diện rồi. Mọi người thì cũng muốn anh phải xuất hiện nữa. Bạn Huỳnh Hương hỏi là nếu da thịt mình độc thì có làm được hay không? Sợ sẽ bị sưng lâu không lành hay không? Dạ, có nhiều người khách hàng câu này vui lắm. Khách hàng hay họ nói, bác sĩ ơi, em da thịt độc lắm. Em có làm được như người ta không? Thì anh hỏi độc thì con muỗi cắn em có chết không? Tại độc thì con muỗi cắn em phải chết chứ. Đúng không? Nếu không thì tại sao gọi là da thịt độc? Không có da thịt độc ở đây. Không có da thịt nào là độc hết. Không có da thịt nào độc hết. Thật sự là cơ địa dễ dưỡng thôi,
gọi là cơ địa dễ dị ứng. Ừ, chứ không có da thịt nào độc á. Độc khi nào mà con muỗi cắn em nó chết tại chỗ á, thì là da thịt độc, đúng không? Còn cơ thể dễ dị ứng hơn mọi người, giống như em ăn gì cũng dễ dị ứng hơn, em đụng vô một cái chất liệu gì em dị ứng hơn người ta. Thì những cái chất liệu này là những chất liệu sinh học lạ so với cơ thể mình, thì nó khi vô cơ thể mình thì những người cơ thể dễ dị ứng á thì có phần trăm dễ bị, thì anh chỉ hy vọng là không bị thôi chứ anh không nói được, tại vì không có cái thịt độc trong thẩm mỹ mà. Ờ, đúng rồi, cái dị ứng thì mình không nói được. Thế là em nghĩ là cái này họ cũng đang nghiên cứu hết cỡ để tất cả loại, những cái loại chỉ mà anh sử dụng tất cả, thì những cái loại nào tốt nhất anh mới sử dụng trên khuôn mặt anh và hiệu quả nhất. Để chi? Để mình, lý do tại sao mình phải sử dụng cho mình làm cho khách hàng quá nhiều và họ đều đẹp và họ đến cảm ơn mình, trong khi mình tại sao mình không đẹp được vậy, đúng không? Mình quyết định mình làm đó là vậy, và mình muốn chứng cho mọi người, tôi bác sĩ và tôi rất là cũng phải nghiên cứu những cái gì làm tốt cho các bạn, thì tôi cũng làm chính trên bản thân tôi, thì ai cũng phải tin tưởng rồi đó, đúng không? Đó, chưa kể là còn đang có chương trình giảm giá 50% nha mọi đúng người. Rồi, cho nên nhanh tay đúng không mọi người? Chỗ có rất là nhiều người hờ nha, nói mọi người, như nếu mà anh không có like với em á thì mọi người khi mà đưa hình ảnh á trước sau thì mọi người sẽ nghĩ anh dùng Photoshop để coi, thì hỏi thực sự mọi người thấy cái hình trước của anh và hình này là mọi người thấy anh trẻ được bao nhiêu tuổi? Chứng tỏ là mọi người cũng quan tâm đến cái dịch vụ này nhiều. Có khi là mấy em nhỏ thì lại muốn cho mẹ mình trẻ, đúng không? Hạnh phúc là khi mẹ mình trẻ, đúng không? Lúc nào dẫn mẹ mình đi cũng khen, trời ơi sao mẹ trẻ, thì mấy em cũng tham gia, cũng coi đi. Mấy em này cũng như coi, mẹ ơi, có phương pháp này rất là tốt, mẹ làm đi cho trẻ 10 tuổi. Đúng không? Giới thiệu cho mẹ. Đúng rồi, giới thiệu mẹ. Làm xong có cần ăn kiêng gì không? Em nghĩ chắc cái này không, không có, không kiêng, đâu có sẹo đâu mà ăn kiêng em. Chỉ có kiêng một điều duy nhất là làm nặng trong 7 ngày. Thì mình khi mà em hiểu, khi làm nặng thì huyết áp mình lên thì nó sưng nhiều, thì không làm nặng thôi, đừng có khiêng nặng thôi, nghỉ ngơi. À, tức là trong 10 ngày đó là không có làm nặng được. Không có khiêng nặng được. Cái tính ra mà ai làm cái này về thì làm việc bình thường là chồng sẽ chiều hơn. Chiều hơn. À, 10 ngày em đừng làm gì để anh làm hộ cho. Ở không làm nặng nghĩa là gì, là mấy em có thể rửa chén làm này kia chứ không phải là ngồi một chỗ, nhưng mà không được khiêng đồ thôi, như khiêng đồ nặng thôi. Thì nó mau hết sưng hơn. Thực sự cái công việc của anh nó căng thẳng hơn mọi người nhiều, do đó cái sự mà lão hóa của anh nó còn đi nhanh hơn mọi người. Như em á, mấy ca sĩ là ít có cái lão hóa, tại tụi em được hay kiểu nghệ thuật á, tụi em được giảm stress, nhất là ca hát là giỡn này kia đùa. Còn bác sĩ là căng thẳng lắm, bác sĩ là mỗi ngày tiếp xúc bệnh nhân xong rồi mổ chẳng có thời gian làm cái gì được nữa. Thì do đó cái sự lão hóa, tính ra cái sự lão hóa của anh á căng, là bị lão hóa do căng thẳng, thì anh lão hóa hơn mọi người nhiều. Đó. Đúng rồi. Vì thực ra thì một ngày mình có thể vận động rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ mà tốn sức bằng mình suy nghĩ. Suy nghĩ. Suy nghĩ là già nhanh nhất. Bị căng thẳng, bị stress á, những người mà stress á thường chừng một năm rồi là em thấy sụp liền. Đó, và những người đó là những người căng thẳng và những người stress á thì già. Mấy cô mà đang những cái bà vợ đó bị chồng có người có vợ khác á, trời ơi kinh khủng. Chỉ trong vòng 6 tháng thôi là lợi là mặt nhăn xuống hết. Đó, thì những người đó sau đó lại khi anh làm lại trẻ lại. Đó, những cái gì, cái tinh thần ấy, nó quan trọng lắm, chứ không phải là làm việc nặng là quan trọng đâu. Tinh thần là anh thấy quan trọng nhất. Tóm lại là căng thẳng là phải căng da chỉ nha mọi người, đúng không? Bớt căng thẳng liền. Bớt căng thẳng liền. Slogan nha. À, cũng có rất là nhiều nhân viên của bệnh viện đang ở trong này để trả lời rất nhiều câu hỏi của mọi người rồi. Có rất là nhiều bạn quan tâm đến cả cái việc mà chỉ mũi. Đúng rồi, chỉ mũi. Cái này không biết là có năng được mũi không anh? Chỉ mũi không nên làm. Không nên làm. Tại chỉ mũi, thực sự mũi mình á chỉ làm á là cái sống mũi và cái đầu mũi. Thì sống mũi á, so với chỉ làm được sống mũi thôi. Anh nói rồi, giống như cái filler kia anh nói đó. Filler thì giống như chỉ. Filler á là làm được sống mũi, không được làm đầu mũi. Thì chỉ cũng vậy, chỉ làm nâng được cái sống mũi cao thôi. Nhưng mà giữa filler với chỉ thì filler tốt hơn nhiều. Nghĩa là chỉ làm được nhưng mà cũng không nên. Không nên làm. Tại sao lại không nên anh? Tại chỉ nó hiệu quả không bằng cái filler, mà hai cái giá thành bằng nhau. Nghĩa là đắt mà không hiệu quả. Đắt như nhau, mà một cái thì hiệu quả 2 năm, cái kia hiệu quả 1 năm là chỉ đó, nhưng mà đắt bằng nhau. Mà đẹp thì filler đẹp hơn. Thì bác sĩ khi nào không nên làm? Không nên làm, thì đến, anh đều nói đó, giờ em muốn chọn, em quyết định làm chỉ thì em chọn cái filler tốt hơn. Còn nếu em muốn chọn làm chỉ anh vẫn làm, nhưng mà anh làm anh chẳng thấy hài lòng cho khách hàng, và anh phải khuyên khách hàng nên. Mình khi đến anh á, anh có tất cả phương pháp như filler nè, chỉ
đặt sống mũi nè, và S-line hay gì đó, thì anh nói ừ, những cái nào ưu điểm, nhược điểm gì đó thì các bạn hãy đến nghe bác sĩ chuyên khoa để tư vấn cho bạn nào tốt nhất thì các bạn nên làm cái đó. Chứ đừng có nghe có những cái nơi người ta chỉ biết làm, người ta chỉ thẩm viện, người ta chỉ biết làm chỉ thôi, người ta không có được giấy phép, như mấy spa, mấy cái chỗ mà săn sóc da, họ chỉ biết làm chỉ thôi, thì họ làm chỉ xong rồi họ chỉ tư vấn cái đó là tốt nhất. Nhưng thực sự khi mà đến những cái nơi mà A, B, C đều có hết thì họ sẽ, người bác sĩ sẽ nói ừ cái C hay cái D tốt hơn cái A. Còn khi mà cái chỗ nào đó chỉ làm được A thôi thì họ nói ừ cái A tốt nhất đó nha. Dạ, dạ, em hiểu. Thì các bạn hãy đến một cái chỗ trung tâm lớn để có những cái phương pháp giúp bạn cái tốt nhất tùy theo cái cơ địa mọi người. Có bạn hỏi là vì mình tiểu đường thì có làm được không? Không, khi tiểu đường á là mình không để vật lạ vô cơ thể mình được, bất cứ gì. Ừ. Khi mà mình để vô là nhiễm trùng liền. Ngay cả cơ thể bình thường anh nói rồi cũng có phần trăm nhiễm. Thì tiểu đường là khi vết thương em lành còn lành chậm hơn người ta nữa. Người tiểu đường á, khi em một vết thương bình thường thôi, người bình thường lành, người tiểu đường sẽ bị khả năng nhiễm trùng cao. Cho nó khi đặt vật lạ vô là chắc chắn nhiễm trùng. Chắc chắn 100% nhiễm trùng. Thôi đó, không bao giờ được. Giống như các bạn mà bị tiểu đường thì các bạn không được đặt sống mũi. Các bạn tiểu đường thì các bạn không được đặt túi ngực. Các bạn bị tiểu đường thì các bạn không được căng da chỉ. Mà các bạn có thể căng da mặt toàn phần bằng phẫu thuật thôi. Cắt da bớt thôi. Dữ vậy. Thì không được đặt vật lạ vô. Ngoài tiểu đường ra thì còn cái bệnh nền lý nền nào mà không làm nữa không anh? Nói như tất cả cái bệnh nào mà ức chế miễn dịch là không được làm. Ức chế miễn dịch HIV là ức chế miễn dịch đó. Và như chị bác em đang bị lao phổi tiến triển, đang điều trị thì khi đó cơ thể em đang yếu thì không được làm. Cái gì mà làm ức chế miễn dịch là không được làm. Như vậy thì cũng có rất là nhiều thông tin nha mọi người. Thôi vậy thì cũng thương anh hả? Tại vì nhiều khi bệnh mà cũng muốn làm đẹp cũng không được, cũng khó ha. Thì anh nói tại sao mà anh phiên á, mọi người phải nên làm đẹp trước khi mình bị bệnh lý. Giống như anh nói anh, giống như nãy anh trường hợp anh nói với em cái trường hợp mẹ anh á, lúc mẹ anh 55 tuổi thì em á, mẹ ơi con làm cho mẹ căng da mặt liền. Tại sao? Tại khi người phụ nữ hay người nam á bắt đầu lớn tuổi từ từ lên thì khả năng em bị tiểu đường nè. Đúng không? Em bị tim mạch nè, mạch vành. Thì khi những cái bệnh đó là anh không dám làm. Tại khi mà tiểu đường thì không làm được. Mạch vành cũng vậy. Bị tim mạch á thì khi mà không bị nguy hiểm cho tính mạng, hiểu không, thì không làm. Cho đó khi mà mình còn trẻ đó thì sức khỏe mình còn, mình chưa bị cái gì hết thì làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi, như mẹ anh 55 tuổi bị đi, khi 58 tuổi bị tiểu đường thì sao, thì đâu có làm được cho mẹ mình đâu. Cho đó anh luôn luôn phiên mẹ anh là bác sĩ thẩm mỹ chứ không phải là anh xúi dục làm bậy bạ. Anh luôn luôn phiên là những khi mà mình chưa bệnh lý gì thì mình mới nên làm. Còn mình cứ để mình thôi, để tôi 60 làm, nhưng mà 60 tuổi đó có nhiều người đến rất là muốn làm anh căng da mặt nhưng mà đâu được đâu, họ đã bị tim mạch rồi. Thì anh từ chối hết, không dám đụng vô. Tại vì anh lúc đó anh phải khuyên họ là cái tính mạng là quan trọng, chứ không phải là thẩm mỹ là quan trọng. Khi mà chị khỏe thì tính mạng thì không có sợ, nhưng mà khi mà chị bị tim mạch rồi, mạch vành rồi, hay bị thiếu máu cơ tim rồi thì không thể nào làm hết. Vậy tức là tầm 45-50 mà lúc đó chưa thấy bệnh lý nào thì nên làm liền tay nha mọi người. Chứ 5 năm sau không biết thế nào, không biết nào đó, mình vô tình mình bị tiểu đường, vô tình bị thiếu máu cơ tim hay bị một cái bệnh lý gì đó, đúng không, thì không thể làm được. Còn 5 năm sau ví dụ vô tình mình có bị chăng thì mình cũng đã trẻ rồi. Là mình trẻ rồi. Giống như mình đặt ngực trước đó, đúng không, thì sau đó mình tiểu đường thì mình đã có, mình không có bị gì hết. Khi em đặt ngực rồi em bị tiểu đường thì không có bị nha. Đó, ví dụ gì đó. Rồi, em thấy là có rất là nhiều nhân viên của Bệnh viện Việt Mỹ đang trả lời trên này rồi. Đó, anh còn cái vấn đề gì muốn chia sẻ với mọi người nữa không? Thì anh, bởi vì anh nói chia sẻ như vậy đó. Thứ nhất là khi mà mình còn trẻ thì từ cỡ 30 tuổi thì mình thấy mình già hoặc là do những yếu tố môi trường hoặc là bị căng thẳng quá đi thì mình cảm thấy mình già, chứ không thể nào nói tuổi nữa bây giờ. Tại cái cuộc sống giờ nó căng thẳng quá đi thì mình có quyền, mình muốn anh trẻ thì mình sử dụng đến bệnh viện của anh thì sử dụng máy, anh phiên là dùng máy. Mà máy thì chi phí quá nhiều đi, như máy mỗi lần về 40 triệu mà chỉ được 1 năm thôi. Thì anh khuyến khích là nếu em muốn trẻ lâu thì nên sử dụng chỉ là nó sẽ được, nó kéo dài 5 năm. Như vậy thì mọi người cứ đến Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ là sẽ được tư vấn xem là cái phương pháp nào là phù hợp với mình nhất. Em nghĩ là cũng không cần phải nói nhiều hơn, tại vì anh chính là cái bằng chứng thiết thực nhất cho cái phương pháp này. Và công nhận là nhìn anh trẻ ra rất là nhiều, đúng không mọi người? Và Giang cũng rất là tự hào khi mà bác sĩ bệnh viện mà Hương Giang đại sứ Hương em muốn đẹp trai hơn. Rất là phong độ, rất là ga lăng. Đó, mọi người có thể nhìn lại một lần nữa cái trước khi anh Thái làm. Khi mà các bạn sẽ thấy
khi mà tôi căng da mặt xong rồi đó thì những cái này nè, cái mặt của tôi sẽ bị gọn lên nha, sẽ được gọn lên. Và những nếp nhăn này của anh nè, rãnh mũ má em sẽ thấy nó đỡ hơn nhiều. Dạ, đúng đó, đó rãnh mũ má. Còn cái nếp nhăn này nè, nha. Còn cái nét đẹp trai của mình vẫn giữ nguyên nha, đừng có sợ. Không có sợ là mất đi. Có nhiều người hỏi căng da mặt xong mình có phải là mình không? Hoàn toàn là mình. Căng da mặt chỉ làm cho mình trẻ hơn thôi. Còn cái nét của mình vẫn là mình. Đó, không có khác. Mình chỉ được như trở lại quá khứ vậy đó, đúng không? Ngày xưa mình như mình 40 thì mình còn 30 vậy thôi, vẫn là nét của mình. Đó, giờ nét này với nét kia, có khi anh làm xong đẹp trai hơn nữa sao? Đúng rồi. Đúng không? Căng da mặt xong thì vẫn là mình, nhưng mà là mình ở một cái phiên bản hoàn hảo hơn. Hoàn hảo hơn, trẻ, phiên bản trẻ thôi, chứ không có một gì thay đổi hết. Yeah. Cho đó. Đó. Cảm ơn bác sĩ Chiếu Quốc Thái về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đang nghĩ là có rất là nhiều cái thông tin bổ ích. Và mọi người đừng quên rằng là đang có một cái chương trình đó là giảm giá 50% cho phương pháp căng da chỉ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ. Cho nên là nếu cần thêm bất kỳ sự tư vấn gì thì mọi người có thể liên hệ với hotline. Giang sẽ treo ở dưới cái caption của Hương Giang trong cái livestream này. Và hy vọng rằng là sẽ được gặp lại tất cả mọi người và trong các cái số sau chúng ta sẽ đến với các cái phương pháp làm đẹp khác nhau nữa nhé. Bây giờ thì chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Xin chào. Chào, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.